Đầu tiên là mình tạo khối bằng bóc, bấm vào bóc nè. Rồi ở đây mình chọn điểm đầu tiên, mình kéo ra mình nhập kích thước theo trục X, ví dụ là 150. Rồi bấm phím Tab một cái, nhập kích thước theo trục Y, ví dụ là 60, bấm Enter. Sau đó kéo lên chúng ta nhập kích thước theo trục Z, ví dụ là 50, Enter. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được cho mình một cái khối hình hộp chữ nhật như này rồi. Và chúng ta muốn chuyển cái khối hình hộp chữ nhật này sang dạng khối để chúng ta dễ nhìn hơn thì chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta chọn lựa chọn là sáp thì nó sẽ chuyển sang cái môi trường này. Tại đây chúng ta muốn đổi màu cho cái khối này của mình thì chúng ta chọn khối, chúng ta bấm vào phần layer, chúng ta chọn một cái layer mới, ví dụ màu đỏ đi. Ok rồi, ở đây chúng ta sẽ thấy là cái background của mình hiện tại nó đang là màu xám. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển background này về màu đen thì chúng ta gõ OB Enter. Hộp thoại option hiện ra như thế này, chúng ta bấm vào tab display. Rồi, tại đây chúng ta bấm vào tab color, rồi chúng ta chọn về 3D nè, chúng ta chọn cái màu là màu đen, rồi bấm apply low apply. Ok, như vậy là chúng ta đã chuyển về cái nền màu đen như thế này cho chúng ta đỡ cho mắt ha.